Và rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ARK cùng với mod Baradot. Và trong video tập trước đó các bạn, mình phát hiện ra có một con nhện độc khổng lồ ha. Với lại mình có chế tạo được cho mình một cái não rơm này nè các bạn. Ở tập trước farm rất là nhiều nguyên liệu ha, mới chế tạo được. Cho nên trong tập ngày hôm nay mình sẽ đi thu phục thử con nhện khổng lồ luôn các bạn. Nhưng mà trước khi đi á, thì ở tập trước mình cũng có đánh được một con Phantom các bạn. Một con Phantom Kangaroo á, lấy về được 50 mảnh element nè. Cho nên trước khi đi thu phục cái con nhện khổng lồ á, thì mình sẽ học cái công thức chế tạo cái bộ giáp của Baradot các bạn. Bộ giáp test thử luôn á. Bộ giáp test thì mình thấy ở phía bên dưới này nè. Đó, bộ giáp test màu đỏ luôn. Nhìn rất là xịn sò các bạn. Nhưng mà bây giờ á, thì mình có 50 mảnh thôi các bạn. Mà một món vậy á, thì nó tốn tới tận 20 mảnh element lận. Cho nên chắc là mình phải chế tạo cái áo với là cái quần trước đi ha. Hai món quan trọng nhất. Còn mấy cái món còn lại chắc phải để dành lại lần sau rồi. Khi nào mà có thêm element nữa thì mình sẽ chế tạo. Và cái bộ đó thì Baradot nó chế tạo trong cái bàn của mod Baradot rồi các bạn. Vô trong này để mình bỏ element vô trong này luôn nha. Bỏ trong này để mình bấm thử công thức thử xem cho mình. Thôi chết rồi, còn thiếu ngọc chai đen các bạn. Bây giờ muốn có ngọc chai đen thì chắc là phải làm một chuyến đi xuống biển á, để đi tìm. Mà mỗi một món như vậy thì 55 cái, vậy là mình cần có 110 cái các bạn. Muốn đi xuống dưới biển á thì phải học cái bộ giáp, bộ đồ lặn á. Bộ đồ lặn để mình coi trong này mình học luôn các bạn. Đó, học cái chiến dịch luôn đi ha. Và cái này thì cần có bàn Faragator thì mình chưa có học các bạn. Sẽ học luôn cái ếch cộng luôn các bạn. Bàn chế tạo luôn, đây là các bạn. Ok, mình sẽ chế tạo cái bàn trước đi ha, để xem nó còn thiếu nguyên liệu gì nữa không cái đã. Đó, bàn chế tạo này mình cũng sẽ để trong phòng chế tạo này luôn, để nó phía bên đây luôn đi ha. Đó, rồi bấm công thức ở trong này thử xem cho còn thiếu. Ồ, thiếu cái bột màu cam rồi. Bây giờ muốn bột màu cam thì phải chế tạo thêm cái cối giả là các bạn. Cái cối giả hình như mình cũng chưa có học luôn á. Bữa giờ đâu có chế tạo hút ngủ hay gì đâu. Đây nè, không có chế tạo hút ngủ hay là hút súng gì hết các bạn. Cho nên là chưa có sử dụng tới em nó luôn á. Và cái đó thì được chế tạo trong này luôn nè. Bấm khoảng tầm 2 cái đi ha, để dành chế tạo và sử dụng luôn. Mình sẽ để nó ở phía bên đây nè. Bộ giáp chiến binh của mình thì mình tháo ra các bạn. Mình tính là mặc nguyên bộ giáp màu đỏ cho nó đẹp á. Chứ còn mặc cái này thì kiểu nó nhìn nửa mùa quá ha. Cho nên là thôi, mặc màu đỏ đi. Đường nào thì mấy con quái ở trong này đó các bạn, nó cắn mình một phát một rồi cũng chết rồi. Với bộ giáp xịn thì cũng vậy à. Cho nên là một chuyển xe màu đỏ mặc luôn. Và đây thì để mấy cối ở phía bên ngoài luôn đi ha. Rồi bấm khoảng tầm cái bột màu cam mình cũng chưa có học nữa các bạn. Bột màu cam thì ở đây nè. Đó, tới bây giờ mới học được luôn á ha. Và chế tạo khoảng tầm 100 cái để dành sử dụng luôn. Phía bên đây thì cũng tương tự vậy luôn các bạn. Bấm 100 cái luôn á. Và để sử dụng được cái Fargator các bạn, mình cần phải có thêm một cái lò nung của Vanilla nữa. Lò nung của mod thì không có kiểu như chế tạo được ha. Cho nên là phải học cái lò nung của Vanilla luôn. Rồi, học luôn cái ếch cộng luôn các bạn. Rồi bấm một phát. Một cái lò thôi là được rồi ha. Cái lò phía bên ngoài này là của mod Baradot nè, mình đang sử dụng nè. Hình như nó không có chế tạo được. Hình như nó không có nấu được cái dầu các bạn. Cho nên là mình phải sử dụng tới cái của Vanilla thôi. Và trong này thì bấm luôn. Đặt ở phía bên đây đi ha. Hình như đặt phía bên trong này luôn. Rồi, bấm vô trong này khoảng tầm 10 cái thôi là được. Và nó cần có thêm nhiên liệu chất đốt. Chất đốt bây giờ thì sử dụng bột màu cam luôn các bạn. Đó, nó chế tạo cũng rất là nhanh luôn ha. Mình sẽ bỏ ở trong này để đốt luôn bằng cái bột này luôn. Đó, ok. Từ từ sẽ có bột màu cam. Và cái Phalagator thì bây giờ phải chờ đợi có đủ nguyên liệu và bấm thử một cái coi. Nó có đồ trong này rồi các bạn, nhưng mà nó không có tự lấy qua cho mình nha. Mình phải lấy bằng tay thì nó mới chịu nè. Bấm một cái, đó, đủ nguyên liệu liền các bạn. Có Phalagator thì sẽ có đồ lặn. Và có đồ lặn này có thể xuống dưới biển để mình đi săn tìm. Hôm nay mình sẽ đi tìm mà. Hy vọng là tìm được mấy con mực đó các bạn. Để mình farm cái phần nguyên liệu ngọc cho đen luôn cho nó tiện nha. Bây giờ thì đặt ra một cái. Đó, còn có nhiên liệu dầu ở phía bên đây được 5 bình rồi nè. Bỏ ở phía bên đây luôn để mình bắt đầu chế tạo luôn. Bây giờ thì bắt đầu lên đường thôi các bạn. Lần này thì mình sẽ sử dụng tới em Sabino của mình nè. Chỉ còn mấy con này đó các bạn, như con sói rồi đó, cũng có thể xuống nước được. Nhưng mà nó đi chậm lắm các bạn, nó bơi chậm lắm. Con này thì bây giờ có con chỉ có đi nhanh thôi. Đi xuống nước nè. Cho nên là cưỡi em nó đi luôn. Lên đường đi xuống thôi. Trước mặt căn cứ của mình đó các bạn là ngoài bờ biển nè, cho nên là lặn đại xuống phía bên dưới này ha.
Để mà tìm được ngọc dây đen chắc là phải lặn xuống đáy biển sâu lắm á. À, lặn xuống luôn. Hy vọng là mình tìm được mấy con kiểu như con mực sát thủ khổng lồ á thì sẽ dễ hơn cho mình. Và mới xuống dưới này mình thấy có mấy con em kiểu như mấy con sam biển các bạn. Mấy con sam biển này cũng có cho mình ngọc nữa. Nhưng mà hên xui á, bỏ được hai ngọc rồi nè các bạn. Nhưng con này hơi ít á, chắc phải đi tìm mấy con mực sát thủ á, farm sẽ được nhiều hơn. Và con này thì xuống nước thì nó xoay đầu hơi kém nè. Và có mấy con cá mập nữa nè. Thôi, mình sẽ tập trung vào lặn sâu xuống phía bên dưới đáy biển hơn nữa và quan sát xung quanh thật là kỹ. À, có mấy con tôm nha các bạn, mấy con tôm nó đâu đó ở phía bên này nè. Mấy con tôm sẽ giúp cho mình có thêm phần ngọc á. Và đây 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 một nùi tôm luôn nè các bạn. Mấy con tôm này thì đánh thử xem có nhiều ngọc hơn mấy con sứa không, à mấy con nha sao không á, trắng luôn đó, được nhiều hơn các bạn, năm ngọc rồi nha. Và xác tôi nói là phải ăn luôn mới được, ăn luôn để có nhiều hơn á. Con này xây đầu khó quá, để ăn được cái con tôm thì cũng hơi cực nè. Ok được rồi đó, và có được bao nhiêu ngọc rồi ha? Rồi 24 ngọc rồi đó bạn, mình cần có 100 mấy ngọc thôi. Và tới đây thì bị giới hạn map rồi. Thôi thì mình cứ đi cặp theo hướng phía bên đây đi anh, để xem cho nó dẫn mình tới đâu. Mấy con cá lồng đèn với lại cá mấy con sứa. Và bên đây thì có thêm mấy con tôm á, mấy con tôm lẻ tẻ tam luôn, được con nào hay con nấy đi anh. Mà lấy được phần thịt của nó thì cũng là một cái vấn đề nữa nè. Quay trở lại cắn cho một phát. Ok đó cũng được các bạn, được 23 cái nữa nè, 40 mấy trái là các bạn sắp sửa được một món rồi ha. Mình nó thì chỉ đủ nguyên liệu để mình chế tạo được có hai món thôi à, cho nên là khoan khoảng tầm 150 cái thôi các bạn, 150 cái hoặc là 110 cái thôi là được. Ở đây mình thấy mấy con tôm mà sao lại gần đây này nó lại là mấy cục đá rồi. Rồi nó bị dướng ha, hình như nó spawn đâu trong mấy cục đá luôn hay sao á. Ở phía bên đây toàn là mấy con cá nhỏ nhỏ với lại mấy con nha, mấy con mega thôi à. Rồi dọc ở phía bên ngoài này thử xem có đường đi nữa không, hình như là giới hạn. Nhìn thấy cái ranh giới của map ở phía bên ngoài này luôn nữa các bạn, giới hạn của cái map ngoài này rồi ha. Và con Spino này của mình thì cho nó thêm một chút tốc độ nữa các bạn, để bơi thêm cho nhanh hơn nữa ha. Và lần một ở phía bên đây thêm, dưới biển này sao thấy nó vắng vẻ quá, toàn là mấy con gì nha. Cá cổ dài được thôi các bạn, không thấy có con mực nha. Chủ yếu có con mực á là farm là nhanh lắm, đánh một vài con thôi à, một con thì chắc cũng được vài chục cái á, hai con thôi chắc là mình đủ. Tiếp qua phía bên này thử xem coi còn chỗ nào để có thêm đúng không, trên nó toàn là mấy con mega rồi thôi. Ở trong này thì ngoài đó là ngoài rìa của cái map thôi ha, cho nên là mình sẽ lượn lượn vô phía bên trong này luôn các bạn, quẹo quẹo vô phía bên trong thử nha. Phía bên trong này, ui phía bên trong này có nguyên cái mỏ gì nữa các bạn. Đây đây con này thì ủa nó bơi lên nhanh vậy, mình sẽ xuống mình lượm thử cái này rồi. Cái này là ngọc trai đen luôn các bạn. Wow, nhìn ra phía bên ngoài. Mình cưỡi con này thử các bạn, ra phía bên ngoài thì mình thấy nó giống như là một cái mỏ. Hồi bơi tới chỗ này đúng lúc mình quẹo vô mình thấy cái mỏ, trời ơi giống như một cái mỏ mà ngọc trai đen khổng lồ vậy đó bạn. Có những con ngọc ở trong ở phía bên ngoài là nhỏ, còn trong thì bự. Để mình lụm mấy con này trước cái đã, rồi lụm luôn mấy con bự này. Mấy con bự này hầm lụm không được, để mình đào không được không, đào không được các bạn, và bơi xuyên cho nó luôn nữa ha. Mấy cái này giống như kiểu làm cảnh đó bạn, nhìn cho đẹp thôi á, chứ còn lụm không được. Cái này lụm không được và đào thì đào không được các bạn, kiểu như một phần của cái map thôi ha. Vậy là mình chỉ lụm được mấy cục nhỏ nhỏ ở phía bên ngoài nè. Rồi mấy cục này nói nhỏ nhỏ thôi các bạn, chứ nó cũng bự lắm luôn á, bự hơn mình rất là nhiều, nguyên một cái lỗ luôn. Lụm hết chỗ này chắc là cũng được một mớ ha, đủ để mình chế tạo luôn rồi đó chứ. Ngon, đỡ phải đi tìm mấy con nha, mực sát thủ khổng lồ á. Vậy là cái map này có nhiều chỗ có mấy ngọc thì nhìn lại ra luôn á. Đó, chơi cái map lần trước đâu có thấy mấy cái này đâu ha. Mấy cái này được thiết kế rất là hay nè. Và xung quanh đây còn có mấy con sò khổng lồ nữa. Và lướt ra phía bên ngoài, ở trên có nữa này các bạn. Hình như là trong này mình vô trong cái hang luôn hay sao á, chứ không phải còn là cái rìa của cái map nữa anh. Trên này có thêm một cái lỗ nữa, như một cái mỏ luôn á. Mình sẽ lượm thêm một ít nơi. Nhưng mà trên này thì cũng có thể lượm được cả silica nữa các bạn. Ngoài ngọc đen thì có thể lượm được cả silica nữa. Mà lên trên này lượm thêm được nữa nè. Quá trời nhiều luôn á, lượm một hồi chắc là bơi hết nổi luôn. Con spinner của mình thì từ từ, mình đang cho nó follow mình đó các bạn, cho nó cái bơi qua bơi lại hoài vậy. Trên này còn cục nữa nè, lượm luôn cho hết luôn đi ha. Rồi mình sẽ sử dụng con Spino để mình nè bơi vòng vòng đây thử xem coi còn chỗ nào mình có ngọc nữa không.
Chỗ này là trên đỉnh của trên nóc của cái hang động này đó các bạn. Phía bên đây thì có thêm chỗ này mình mới lượm xong đúng không? Và đi dọc dọc qua phía bên đây, trên này có thêm nữa này các bạn. Phía bên dưới này thì xuống dưới đáy của cái hang động trong này rồi. Có thêm nữa này các bạn. Trời ơi, trong này nhiều lắm luôn á. Hình như chỗ này mình có cảm giác như nó là một cái cột á. Có những cái lỗ và có rất là nhiều ngọc ở trong này á. Còn phía bên ngoài này hình như là đi ra rồi. Còn dưới này thì có san hô rồi thôi á. Hình như mình đang ở trong một cái hang động thì sao. Sẵn mình đi sâu sâu vô phía bên trong này thử các bạn. Xem coi trong này có gì nữa không á. Tới đây thì giới hạn của cái map. Hồi nãy là giới hạn của cái map, sau đó thì mình quẹo vô phía bên trong này. Cái mình bắt đầu thấy sáng sáng đúng không? Đúng rồi các bạn, sáng sáng là chỗ này nè. Cho nên là từ chỗ này mình sẽ đi sâu vô phía bên trong này thêm nữa. Như một cái hang động luôn. Hình như trong này chỉ là một cái bọng đá thôi á, chứ không phải hẳn là một cái hang động nữa các bạn. Hình như trong này đụng cái phần vách rồi. Và bơi lên phía bên trên thử. Có lỗ không? Có cái lỗ gì đó, nhìn cái này hiện đại lắm các bạn. Một cái tàn tích ở phía bên dưới đáy biển hiện đại. Có một cái đường luồn dẫn mình đi đâu á, càng đi vô trong á thì nó sẽ càng load map thêm nữa không. Nên là đi vô khám phá luôn các bạn. Lát nữa về chế tạo sao đi. Mình đã có được bao nhiêu ngọc rồi ha? Ôi 500 mấy ngọc các bạn. Ok, chỗ này cũng gần căn cứ của mình, mới lặn xuống một chút xíu thôi là thấy rồi. Và vô trong cái hang động này bắt đầu là hang bằng đá rồi, không còn là cái hang hiện đại nữa. Và đến với một cái chỗ, ui chỗ này có thể lên phía bên trên được luôn các bạn. Chỗ này có thể lên để lấy oxy được, nhưng mà bây giờ làm sao leo bên trên được nữa ha. Đây đây đây, chỗ này lên được nè. Một cái hang động bí mật ở phía bên dưới, hình như đi ra ngoài được các bạn. Để thay con ra tới đâu. Chỗ này hẹp quá, con Tiny của mình ra không được. Nhưng không sao, mình thì mình bơi ra được các bạn. Bơi ra để mình kéo nó ra ngoài được ha. Nên mình bơi ra luôn. Chắc là không cần bình oxy ở đâu, mình tự bơi luôn được. Và chỗ này là chỗ nào vậy? Hình như là ở gần căn cứ của mình các bạn. Cái thác nước thì có hai dòng chảy xuống phía bên dưới nè. Và chỗ này là căn cứ của mình, hình như là phía góc phía bên đó đó. Để ra định hình lại vị trí của mình thử xem coi. Có cái mỏ dầu dưới này nè ha. Dưới này thì cũng có cục obsidian luôn nè. Nha, chỗ này cũng có thể farm được obsidian ở dưới đáy hồ luôn. Về chỗ này rất là gần cái chỗ mà mình farm biết tờ lần trước nè. Hình như là vậy á. Bây giờ thì mình sẽ mặc cái áo vô một cái. Mình sẽ kéo cái con nha. Cái con Sabino của mình ra các bạn. Sabino ra phía bên ngoài luôn. Đây rồi. Ok. Nó thì đi lọt không lọt cái lỗ ha. Nhưng mà kéo em nó ra được. Chỗ này có mỏm đá và căn cứ của mình thì hình như là ở hướng phía bên này nè. Tao chạy vào phía bên này thử có phải không nha. Đúng không ha? Bây giờ mình có thể dịch chuyển về cho nhanh các bạn cũng được, nhưng mà mình muốn đi thử sang coi phải không thôi. Đúng rồi, chứ gì nữa, căn cứ của mình ở phía bên kia kìa các bạn. Trời ơi. Đi vòng 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 hồi quay trở lại tìm được một cái hang động bí ẩn ha, dẫn mình lên phía bên trên. Vậy là lần sau các bạn, mình có thể đi bằng cái đường phía bên đó ha. Từ cái thác nước á, có một con đường bí mật ở phía bên dưới, rồi dẫn mình xuống với chỗ farm ngọc da đen luôn. Được ghê á chứ. Ok, và về tới căn cứ luôn rồi các bạn. Rồi cho nó đứng dậy một cái, sắp xếp cho em nó ngay chỗ này luôn. Rồi, đi xuống phía bên dưới. Bây giờ thì cho em nó đứng im ở đây một cái. Mình sẽ vô phía bên trong để mình chế tạo luôn á. Chế tạo cái áo với lại cái quần luôn các bạn. Bỏ ngọc vô trong này luôn một cái là đủ. Chế tạo cái áo trước đây. Đó. Ok. Và cái quần luôn các bạn, hai món quan trọng nhất luôn. Hai món quan trọng nhất, bộ giáp giúp cho mình có thể bay được. Cái áo này ha. Còn cái quần sẽ giúp cho mình có thể lướt đi rất là nhanh luôn. Và còn 18 element để làm nhiên liệu luôn. Hay ghê luôn á. Vừa đủ luôn nè. Và mặc vô một cái, mặc vô một cái. Bộ giáp thì cũng hợp ghê các bạn. Đỏ lè đỏ lét ha. Chỉ có đôi dài là nó không có hợp lắm thôi. Nhưng mà đôi dài thì nó sao ha, nó kiểu như nhỏ nhỏ bạn không có để ý lắm đâu. Và đây thì bay lên thử coi, có lướt đi thử coi nhanh không các bạn. Lướt đi thì cũng giống như bộ giáp của Vanilla thôi. Và quay trở lại nè, tốc độ cũng giống Vanilla nè, chứ cũng không có gì khác biệt hết. Nhưng mà quên để ý xem coi nó cộng bao nhiêu giáp cho mình ha. Và bay lên một cái chứ lại rớt. Trong này thì 1.300 giáp các bạn một món nha. Còn cái bộ giáp chiến binh này thì 800 giáp. Ok. Mà cái này thì đội lên tầm nhìn nó kiểu như màu mè tùm lum bạn, nó không được đẹp lắm á, cho nên là thôi sử dụng cái này cùi hơn một chút, nhưng mà được cái là nó sẽ đẹp hơn.
sau này mình có đủ một bộ giáp công nghệ test đó thì mình sẽ sử dụng luôn. Còn bây giờ thì chốt cho trong này. Rồi chế tạo quá trời đồ lặn luôn các bạn. Mình tính là sẽ đi rất là lâu luôn á, cho nên chế tạo nhiều, cuối cùng mình đi có chút xíu à là phát hiện ra rồi. Rồi bây giờ thì đã đến lúc rồi các bạn đi sử dụng con rồng này của mình nha, qua bên khu vực núi lửa mới được, để mình khu phục cái con nhện độc khổng lồ ở tập trước mình phát hiện ra đó các bạn, để bắt nó thử sức mạnh cho các bạn cùng xem luôn nhé. Hy vọng là em nó vẫn còn ở đó, còn ở đó cho mình bắt, chứ nó bị bôi mất tiêu giống như con rồng ở lần trước. Trời ơi, con rồng ở lần trước tự nhiên đánh nó xỉu các bạn, bạn nào xem ở tập trước thì biết ha, đánh nó xỉu về chế tạo cho nó cái hamburger trong này nữa bạn, cái nó bị bôi mất tiêu luôn à, không biết nó biến mất hay là nó rớt mát làm sao á, cái nó mất tiêu luôn các bạn. À mình bắt nó không được ha, quê ghê luôn á. Và nó thì ở phía bên này các bạn, bay ở phía bên này luôn. Lần trước mình nhớ là nó phía bên dưới này nè, chỗ cái thác nước này nè. À nó vẫn còn đây các bạn, hên quá ha. Đầu đạc thì cũng đã chuẩn bị sẵn rồi, con này thì 1 triệu mấy máu hả, để mình chạp nó thử một phát các bạn, thử xem coi. Ủi một phát một các bạn, con rồng này siêu gây mê luôn ha, đánh một phát một là nó xỉu à, 200 mấy à, 220.000 tu vô đánh một phát một. Bây giờ thì nó không có giảm phút ha, con rồng này phải giảm phút nữa thì ngon quá, nhưng mà không có giảm phút thì mình sẽ cho nó uống cái thuốc giảm vô đó. Rồi cho nó ăn cái này vô các bạn là xong liền nè đó. Ok giá cái gì hết không, ôi ôi oh my god. Cái con quỷ bọ ngựa và không có cưỡi liền được các bạn, lấy được cây đao với lại cái cuốc của con quỷ bọ ngựa nè, không có cưỡi được liền, cho nên là cần phải có yên cưỡi cho nó nha, yên cưỡi cho nó để mình cho cái công thức chế tạo thôi. Brom trong này, bro trong này các bạn, đây nó thì là hệ LS các bạn, electric đang, cho nên phải học cái này nè, cần có cái Baradot, 10 cái show Baradot các bạn, ngoài ra nó có hệ độc với hệ lửa nữa anh. Mình thì mình tìm được con này nè, con hệ lửa thì lần trước còn mấy con level thấp thôi à, có con này là hệ điện mà level 200 cho nên thu phục em nó luôn. Thôi bây giờ mình sẽ về để mình chế tạo cho cái yên cưỡi đi, mình sẽ tạm thời để nó ở đây các bạn, sử dụng con rồng này của mình để mình đi về cái căn cứ chế tạo rồi đem cái yên qua phía bên đây để mình thử sức mạnh của nó ở phía bên này luôn á, xem coi nó có khả năng phun độc hay kỹ năng gì không. Mình thấy là nó có kỹ năng là nó phun cái tơ đó các bạn, hôm bữa mình đi ngang qua thấy nó phun tơ ra cái kiểu để tấn công mấy con khác á. Con đó thì bro trong này đại rồi, bấm một phát luôn đủ nguyên liệu luôn các bạn, hai tóm cái bạn đó sâu chốt ăn. Và mình có được cái yên cưỡi này với 250 giáp ha, trời ơi lắp cho mấy con đó chắc là cứng dữ lắm luôn á anh. Bây giờ mình sẽ quay lại chỗ cũ đi, một mình thôi, xung quanh đây thì không dịch chuyển dính con nào hết là được. Rồng thì đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, cho nên là để em nó ở nhà thôi, mình sẽ quay trở lại. Đây rồi, lắp yên cưỡi vô xem coi nó có thay đổi gì không. Hình như lắp yên cưỡi để tượng trưng là mình có thể cưỡi được nó thôi các bạn, chứ còn ngoài ra thì nó không có thêm cái phần dây hay là da gì lên trên người nó hết ha. Là con này thì nhìn màu xanh, và thử chuột phải một cái nè. À, chuột phải là bắn tơ các bạn. Rồi chữ ít của nó thì gì đây? Ồ, chịu hồi ra mấy con đệ tử các bạn, mấy con nhện nhỏ nhỏ nè. Rồi đây là các bạn phun độc ha. Ồ, chiêu phun độc này là cái chiêu xế các bạn. Phun độc của nó thì nó không phải là màu xanh nha, mà là xanh dương, chứ không phải xanh lá. Mình sẽ tìm con gì đó để mình phun thử một cái các bạn. Mấy con này thì phun một phát thử coi. Ôi trời, phun một phát 15.000 đam á. Chiêu này mạnh quá cho nên là phun nó chết luôn mà không có thử được. Chắc là phải cho nó lên thêm một chút tốc độ để đi cho nhanh hơn. Rồi, qua phía bên này thử coi. Đây 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 có con Baranto nè bạn, 20 mấy ngàn nha. 20 mấy ngàn mình sẽ phun xa xa một chút các bạn, để dính vài tia thôi ha. Dính một nùi vô là nó chết luôn á. À có tăng turbo nữa bạn. Và con quỷ kia nhà do tấn công hả, đấm luôn các bạn. Vậy là độc của con này có thể đánh tăng turbo được luôn. Còn cái chiêu bắn tơ của nó chắc là để dành làm chậm mục tiêu hay là giữ chân mục tiêu là gì đó ha. Và cái chiêu C của nó thì không có, QRO thì cũng không có luôn các bạn. Vậy là nó có chuột phải là một chiêu nè, rồi chiêu triệu hồi là hai chiêu các bạn, với chiêu phun độc là ba chiêu ha. Người con này tính ra có nhiều chiêu quá. Và cái này có con T-Rex gì nè, con ổ chúa T-Rex các bạn, 260. Mà con này là hệ Gronot. Ronot này hình như có thể tiến quá được bạn, tem bằng cách cái kiếp bò kìa. Cái kiếp bò giống như cục lít tàu á. Đào để mình sẵn mình thử luôn bạn. Con này level 200 mấy mà tu bơ tới 300 mấy rồi nha. Ở đây mình thử chiêu bung độc nó thử các bạn. Bắn cao cao lên á.
cho nó dính từ tia thôi đó. Con này thì đem con rồng độc qua thì bắn nó một phát, cắn nó một phát chắc là dễ hơn rồi. Nhưng mà mình muốn thử con này luôn các bạn, để cho nó tem thú thử nha. Con này mới bắt được cho nên là thử nghiệm luôn. Mà bắn khó trúng quá. À chắc lại gần quá. Lại gần sợ bắn dính nhiều đang quá nó chết luôn thôi à. Kìa. Ôi ôi tăng một chút luôn các bạn. Lôi lôi ra một cái đi anh. Để bắn mềm mỏng nhẹ nhàng hơn. Sợ dư đam nó tuột lưu vào thôi. Rồi bắn toàn xuống đất thôi. Và cao lên một chút nè. Xỉu nè. Có bị dư đam không? Rồi dính một nồi luôn chắc dư đam luôn rồi á. Và con này thì tem bằng cái kiếp vào đó hình như mình học rồi. Rono gì đó. Kiếp vào trong này thôi. Đây đó bạn. Này mình học rồi ha. Cần có ba cái ba loại xô, mỗi loại hai cái. Mình sẽ kiểm tra trong túi đồ của nó các bạn. Xem coi có nếu cái đồng tiền con cành á thì à có đồng tiền token trong này các bạn, có nghĩa là có thể tiến hóa được nè. Cái token này thì trong này mình chưa có học. Ôi ơi cái token này tốn kém kinh khủng nữa bạn. Bốn loại ha, cũng không hề thua kém với cái não rơm đâu. Cái não rơm thì 20 cái một loại ha, còn cái này tới tận 15 cái một loại luôn. Ôi ôi, nhưng mà hô phục em nói trước đi. Còn cái phần linh hồn thì tính sao các bạn. Đồ ăn kiếp bờ đó thì chế tạo trong này bấm một khóa. À ok, rớt bớt mấy cái sâu vô trong này bớt đi ha. Farm được hai cái sâu nữa thôi ở trong này. Và cái đồng tiền tôi cầm đó thì chắc là chế tạo ở phía bên này để mình thử xem có đủ không. Trời ơi thiếu, ủi thiếu mấy cái sâu đó các bạn là đủ luôn nè. Rồi mấy cái này có thể đầu tư được bạn, tiến quá được. Đầu tư một lần các bạn là xài được hoài luôn á. Lần trước đầu tư được một cái đồng tiền của cái con gì đó các bạn. Bên đây nè, lời ra được một cái nữa. Vậy là bắt được con T-Rex thì sau đó thì đi farm thêm một chút nguyên liệu nữa thôi các bạn. Là mình có thể thử tiến quá được cho em nó rồi. Con này thì bây giờ chắc là phải cho nó uống cái thuốc này vô trái nè. Rồi cho cục nhíp tàu vô luôn các bạn. Biên một phát. Ok. Con này có cần cưỡi yên cưỡi không? Đúng rồi các bạn, cần phải có yên cưỡi nữa anh. Chết rồi. Yên cưỡi cho em nó nữa. Con đó thì hãy cho ro trong này nè, nhiều loại lắm luôn các bạn. Có cả Wyvern nữa ha, Mammoth nè, Doey nè, Sabentooth nè, Potato. Và nó là T-Rex, chắc là tuốt tuốt. Đây nè các bạn, T-Rex. À cần có Barazzo hả? Ok, quên ha, nãy quên về chế tạo đồ ăn rồi chế tạo yên cưỡi luôn chứ. Quên mất tiêu luôn ạ. Làm phải thêm một chuyến để mình quay trở về nữa. Và nó thì chế tạo trong này T-Rex trong này đi cho nhanh ha. Đây rồi nó trong này, nhìn cho kỹ kỹ một chút chứ để chế tạo lộn hàng nữa. Đây rồi, thử chiêu chuột phải một cái nè. Chiêu chuột phải là nó gầm gú lên các bạn, giống như con T-Rex của Vanilla ha. Còn chiêu ít của nó thì không có. Chiêu C, Control, W, R, O thì không có đâu các bạn. Vậy là giống như con T-Rex bình thường thôi nha, chứ không có kỹ năng đặc biệt. Chắc là phải chờ tiến quá đó. Giống như con ngựa lần trước các bạn, cũng không có kỹ năng gì đặc biệt hết à. Sau khi tiến quá xong cái nó em nó có hình hai chi đặc biệt nữa. Dụ hồi là con whip win với lại một cái chiêu đá đá các bạn. Đá hồi mới thương các bạn. Rất cầm mạnh luôn á. Còn con này thì chưa tiến quá xong thì ôi, đánh không bao nhiêu đam hết mà để giờ còn chạy mất tiêu nữa. Cho nên là cộng thêm tốc độ lực đua xe với nó luôn các bạn. Mấy con quỷ thằng lằn này nè. Guardian hả? Đúng rồi. Mình cũng đang cần có cái linh hồn của Guardian. Cho nên là đánh em nó luôn. Chạy vòng vòng thôi cưng, ngoạm cho một phát nè. Kanguro hạt tử luôn. Cần có lửa nữa các bạn. Hồi nãy là cần có Paradoxo với lại cái Guardian các bạn. Guardian với lại cái gì đó, hình như là Whisker đúng rồi. Phải đi farm thêm Whisker rồi. Bây giờ thì buổi tối à. Thôi con này chắc test sức mạnh xương xương thôi các bạn. Lát nữa mình sẽ về cho nó uống cái bình kinh nghiệm vô, cho nó lên cấp nhanh hơn ha. Rồi tiến quá cho em nó luôn. Còn bây giờ thì cưỡi con nhện đi tiếp đi. Mình sẽ thử thêm một chút sức mạnh cho em nó nữa. Còn con này thì cho nó về với lại căn cứ luôn. Mình sẽ thử cái chiêu bắn sơ thử các bạn, coi có công dụng làm chậm hay là giữ chân mục tiêu lại không nha. Phải tìm cái con gì đó nó máu nhiều nhiều một chút. Rồi ở phun tơ một phát 15.000 đam chết luôn rồi còn gì nữa. Bên đây thì mấy con Sabentooth. Sabentooth thì có con nào của mod để mình farm không ha. À đây, căn cứ đúng không? Đánh kangaroo lửa các bạn, được thêm một cái hình linh hồn lửa nữa. Và bên đây thì legendary nè. Đây rồi, legendary sẽ giúp cho mình có được Paradoxo, cái mà mình cũng đang cần. Phía bên đây thì con ga mơ cha các bạn. Mơ cha này thì thử chiêu bắn thôi. Bắn sơ một phát chắc là em nó cũng đi. Dính hai cái sơ, tính ra cái sơ thì cũng gây đam nữa.
nhưng mà đam của nó cũng không nhiều. Không biết có tăng turbo không mà có được có 15.000 đam thôi à. Và chỗ này thì chỗ lần trước à, ở bên đây thì có con chim này các bạn. Con chim này đánh rớt hai cái linh hồn luôn nè. Chỗ này lần trước chỗ mình đánh được cái con kangaroo một thân xanh nè, rớt cho mình mấy cái. Ủa nhưng mà lần này đánh được có một cái linh hồn thôi các bạn. Con kangaroo một thân xanh là giúp cho mình có cái element á. Hôm nay sẵn đi vòng vòng xung quanh đây thử xem có may mắn tìm thêm được một con nào khác nữa không. Ở đây có con gì đó à, legendary các bạn. À, con Raptor có lông này ha. Raptor có lông, legendary sẽ cho mình thêm một cái Paradoxo. Bên đây thì thử con này một phát luôn. Mình bò vòng vòng nãy giờ ở khu núi lửa đó bạn. Mình lên tới chở cái khu của mấy con rồng luôn rồi nè. Trên này thì có con nha. À con Guardian các bạn. Con này mình sẽ thử xịt cái tơ nó thử một cái nha. Rồi xịt cái tơ nó một phát em nó cũng ra đi luôn à. Nãy giờ mình cũng chưa có cộng sức mạnh cho cái con nhện này nữa các bạn. Mình tính là để thử cái chiêu cái chiêu phun tơ nhưng mà nó mạnh quá toàn đánh chết không à. Hình như cũng chỉ để gây đam thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ cho lên thêm một chút tốc độ ha. Và còn lại thì dồn vô sức mạnh. Bây giờ bắt đầu nâng sức mạnh cho em nó thử xem coi có mạnh hơn xem cái khủng khiếp không ha. Sức mạnh của nó lên rất là nhanh bạn, 1000 mấy % thôi nè. Trong khi con tinh tinh khổng lồ chỉ có vài trăm phần trăm thôi. Con này thì 500.000 da các bạn. Ui sao khi cộng lên thì nó đánh mạnh các bạn. Con tinh tinh khổng lồ mình cộng điểm các bạn thì cũng tầm 500.000 đam hiện tại thôi anh. Còn con này thì rồi tính ra sức mạnh cũng ngang ngửa nhưng mà máu của nó hơi cùi hơn một chút thôi. Và trong này thì có con nha, Papayana, con thầy Whisker và level có 40 thôi. Con này mình cũng đang cần có cái linh hồn của nó nè, cho nên là đánh luôn. Và ra phía bên ngoài này là đến với lại khu của mấy con rồng rồi nè. Nhưng mà khu này cần phải bay mới dễ di chuyển được, cho nên đi vào con này cũng hơi bất tiện nha. Rớt xuống dưới là lava rồi bên ngoài nè, cho nên cũng không ổn lắm. Cho nên bây giờ chắc mình phải cho con này về thôi bạn. Nói chung là mình đã có thêm một siêu chiến binh nữa ha. Mình sẽ cho con này về với căn cứ, mình lôi con rồng của mình qua các bạn. Chờ đợi cho em nó về một cái, kéo cái con rồng poison wagon của mình qua phía bên đây để mình đi săn tên nó lẹ. Phía bên này thì có con soda đó bạn. Trời con rồng soda lần trước mình bị mất nè. Ở lần trước level 300 mấy luôn á. Còn con này thì ổ đánh nó được hai cái sô các bạn. Còn nhận được thêm cả sữa rồng nữa ha. Được ghê chứ. Ở level 300 mấy thì mất tiêu ha. Bây giờ toàn xuất hiện mấy con level có 50 thôi à. Trên này toàn là mấy con của vanilla thôi. Lượng lượng phía bên đây hôm nay xem có con rồng nào mới nữa không. Chắc là sẽ vòng vòng ở phía bên đây để mình farm một ít đi các bạn. Rồi đủ nguyên liệu thì mình sẽ về để mình tiến hóa cho em nó luôn nha. Tình hình là mình đang bay lượn vòng vòng mình lia mấy con rồng của vanilla đó các bạn. Thì mình thấy nó xuất hiện ra cái con rồng này nè. À bando gì nè các bạn. Hải bando này là cái hệ mà của con ngựa nè. Mình mới tiến hóa ở tập trước đó các bạn. Mà con này thì máu có 89.000 máu thôi à. Con rồng này của mình cắn một phát phải nó chết luôn á. Cho nên bây giờ mình sẽ phải sử dụng tới kỳ cung nè. Con đó thì có 100 mấy chục ngàn turbo thôi bạn. Cho nên là sử dụng kỳ cung bắn nó được á. Mình sẽ tìm chỗ nào đó nó ngon lành để mình hạ cánh xuống. Mình lấy kỳ cung đó mới được. Kỳ cung của mình có trong này nè. Đó còn 8 mũi tên cho nên là bắn được. Đậu xuống một cái đó. Canh nó lại gần mình bắn nó phát con này để không tấn công lung tung nha. Và đây rồi. Ôi, nó bỏ chạy rồi các bạn. Chết. Chết như mình gỡ. Mình bây giờ có bộ giáp test rồi mà. Quên. Bay luôn các bạn. Bay qua để bắn nó luôn ha. Lại gần đó. Nguy hiểm quá. Nó kẹt cho mình cái đi luôn không. À canh cho nó ngay ngay một chút. Đó. Bay thẳng vô và bắn một phát né ra liền các bạn. Ok nó bắn mình trái kìa. Và mình rớt theo nó luôn các bạn. Đó, bà con này chỉ cần ăn thịt đùi thôi là được. Con rồng của mình thì chắc phải kéo qua phía bên đây á. Phía bên trong đó thì có mấy con rồng độc nữa. Nhưng mà không sao. Bà con này để mình núp vô một cái. Mình sẽ kéo con rồng độc của mình xuống phía bên dưới này cho nó bảo vệ giúp cho mình á, cho an toàn hơn. Đặc biệt nhất là mình sẽ xem thử coi. Ồ nó cũng bị tăng turbo nữa nè các bạn. Và xem có thịt đùi thôi. Thịt đùi chắc là cũng được rồi ha. Lấy cho nó khoảng tầm 200 mấy thịt đùi. Con này thì chỉ cần nha. 14 cái thịt đùi thôi là được rồi. Và nó nằm ngay trên cục đá nè. Mình sẽ cho nó ăn luôn trước khi nó bị debon mất nha. Và trong này có đồng tiền tiến hóa nè các bạn. Ok lát nữa mình sẽ về tiến hóa cho nó luôn các bạn. Đồng tiền tiến hóa này lần trước mình đầu tư một lần cho nên mình vẫn còn ở nhà. Và con này thì đó bắt đầu ăn vô rồi nè. Phía bên kia thì các con phía bên kia hình như là con rồng độc thôi à. Cũng vanilla đó.
đúng không? À đúng rồi bạn, con rồng Poison level 100 á, có 3.000 mấy máu thôi là của Vanilla rồi. Còn con này thì đây rồi các bạn. Sau khi thu phục em nó xong thì để cho em nó đứng im. Con này thì tạm thời cho nó dễ bạn, để mình thử sức mạnh của con kia một chút á. Qua phía bên thế giới rồng là tem được toàn là rồng thôi. Đây, khu vực này là khu vực của mấy con rồng mà. Thử xem coi chiêu gì đây. Chuột phải là phun lửa này, nó phun mình nè. Rồi chiêu F không có, chiêu C. Chiêu C là, à chiêu C là chiêu gấp các bạn. Giống giống kiểu mấy con rồng của Vanilla đó ha. Cũng có chiêu gấp nè. VRO thì cũng không có chiêu. Mấy con này trước khi tiến quá thì thường nó là không có chiêu hết à. Bên này có Whisker nữa nè. Mình sẽ sử dụng con này để đi vòng vòng mình farm luôn. À đa mặc định thì có 6.000 thôi, cộng thêm một chút tốc độ vô khoảng tầm 300% bay cho nó đã các bạn. Rồi thêm vô nữa là đó, bay ngược ma lên lượn lượn phía bên trên này để tìm thêm những cái con mới nữa các bạn. Xem coi hôm nay có spawn mấy con mới nữa không ha. Phía bên dưới này có mấy con Tero và a à, đây Guardian đấy các bạn. Guardian với mấy con Velociraptor. Velociraptor là như của Vanilla thôi. Và mình đói quá vậy, ăn cái khoai tây chiên nha các bạn, cho nó hồi phục cho nhanh thôi. Một phát một đầy cây thức ăn liền luôn nha. Và đánh xong con đó thì cộng thêm được 2 điểm nữa. Con này đi farm thì chắc hơi lâu á. Cái kệ đó. Em này mới bạn, nhìn nó ngắm nhìn em hết á. Nó có tông màu vàng nè. Giống giống con ngựa lần trước cũng có tông màu vàng. Mấy con Ado này là toàn là màu vàng hết bạn. Phía bên đây thì có nguyên một cái đấu trường luôn nè. Đấu trường bị sụp đổ hư rồi nha. Đấu trường La Mã nè. Bị hư rồi. Phía bên dưới này thì có mấy con nè. Con này là con này ít chi ke đó bạn. Trời không phải là con hệ lửa nữa. Mình cứ tưởng là hệ lửa, mình hạ cánh xuống mình chơi nó chứ. Và chỉ có chiêu phun lửa. Mình sẽ thử chiêu phun lửa vô mấy con nha. Cano ở phía bên dưới này thử xem được bao nhiêu đam nha. Chứ được có 100 mấy thôi à. Chiêu này chưa tiến quá chắc là chưa mạnh đâu. Hy vọng là tiến quá là sẽ có một chiêu gì đó mạnh hơn. Bên kia có con màu vàng. Con màu vàng hình như mình chưa có các bạn, 200 mấy luôn nè. Ôi con hình như mà con màu tím mình có, màu xanh mình có ha, màu vàng thì mình chưa có. Phía bên đây thì có mấy con T-Rex nữa nè. À T-Rex Bando nè. Con này hình như chắc cũng tiến quá được á. Đánh luôn. Wow, nó đánh mình tăng turbo dữ vậy. À con rắn, có con rắn Whisker nè, hàng gì. Cắn nó luôn các bạn, chơi luôn. Ok, lấy được thêm cái Whisker. Bởi tăng turbo con rồng của mình xích xỉu luôn rồi. Ồ rồi ghê vậy. Có trái trắng cho nó uống vô một cái. Anh gì cái cho đỡ ra. Tỉnh người lại. Rồi cộng thêm một chút sức mạnh vô. Con sói phía bên kia mình phải thu phục nó thôi các bạn. Để bổ sung cho bộ sưu tập. Mình còn thấy có con rắn nữa kìa. À con rắn băng các bạn, 1 triệu mấy máu á. Con nó pha được nhiều sâu lắm á. Bên đây thì có con T-Robot. Mình sẽ ngoại một T-Robot một cái. Còn con này thì một mũi tên thôi là được các bạn. Đây nhào vô nhào vô. Nhào vô, ok. Nghe ẩn ẩn rồi các bạn. Xỉu liền luôn á. Con này thì chắc chắn là cái thịt đùi. Lấy thịt đùi một nửa ra cho em nó ăn luôn. Vậy là có thêm một em sói các bạn. Vậy là mình đủ bộ sưu tập rồi, ba anh em nhà sói rồi. Và thịt đùi thì trong này bỏ trong đó luôn. Vậy là mình có màu vàng nha, màu hồng với lại màu xanh dương luôn rồi. Ok. Rồi con này cho về nhà luôn các bạn. Để mình cưỡi con sói đi. Lát nữa về cho anh uống điểm kinh nghiệm rồi tiến quá cho em nó luôn. Còn bây giờ thì con này thì bay được đúng không? Đúng rồi các bạn, bay được giống như cái con mấy anh em nhà nó thôi. Ở đây hồi nãy mình thấy có con rắn này bạn, con rắn băng này nè. Đây mình xuống mình chơi nó. Con rắn băng này thì đánh bằng con này hơi lâu, chắc là kéo tinh tinh thủng lồ của mình qua chơi nó mới được. Hay là con nhện. Thôi tinh tinh thủng lồ đi ha. À, Godzilla của mình ra nè. Để mình ra lệnh cho nó tấn công các bạn. Ăn cục đá này cưng. Trời ơi nó quăng cục đá một phát văng kìa. Đứng ở ngoài nhìn nó đánh đã lắm. Đập cho 500 mấy á. Và vô cắn phụ. Mình cắn phụ mà không có được lắp nhíp ha. Và nhận được thêm mấy cái spell nữa nè. Em nó thì hoàn thành nhiệm vụ đó bạn. Làm việc rất là tốt, nhanh gọn và lẹ. Rồi sau một hồi farm nguyên liệu đó các bạn, thì mình cũng đã đưa em sói của mình về tới căn cứ rồi. Cũng như là đã sắp xếp mấy con đệ tử của mình lại ngay ngắn hết rồi các bạn. Đây rồi, bộ sưu tập ba con sói của mình á. Ôi mình có cảm giác con sói vàng là con sói bự nhất trong đám đó các bạn. Rồi lúc đầu mình bắt con sói màu xanh ha, nhỏ nhất ha. Sau đó con này bự hơn một chút và con sói vàng là một con sói bự nhất trong đám của nó luôn các bạn. Ôi rồi sói đầu đàn chứ gì nữa. Em nói thì đầu linh tinh trên người rất là nhiều luôn á. Và mình có được mấy cái sâu rồi các bạn. Bây giờ đem vô phía bên trong nhà thử xem coi mình đủ chế tạo cho cái đồ tiến hóa cho cái con T-Rex chưa ha. Để mình tiến hóa cho em nó luôn các bạn.
Đây, à đủ rồi nè các bạn. Trời ơi ngon lành luôn á. Giấy tờ luôn một cái. Đầu tư cho em nó luôn các bạn. Nhưng mà trước khi tiến quá thì mình sẽ lấy cái XP ra để mình cho nó lên cấp các bạn. Cái bình XP trong này ra ha. Giấy tờ khoảng tầm tầm 20 bình thôi là được rồi ha. Đó. Lên thêm level cho em nó nữa. Là sau đó thì tiến quá luôn cho nó xịn các bạn. Con này sẵn gần 400 level rồi ha. Cho em nó mấy cái bình XP vô trong này luôn một cái. Quăng hết vô người của nó luôn. Trời ơi mới có mấy điểm sức mạnh thôi các bạn. Uống hết mấy cái bình tăng điểm kinh nghiệm này dơ luôn ha. Để xem có em nó 300 mấy các bạn, 350 luôn rồi. Là cộng cho maximum tốc độ với lại sức mạnh hay là máu đi. Con này chắc là mình sẽ lên máu chứ các bạn, với lại sức mạnh thôi ha. Chứ maximum cái chỉ số đam trước. Để sau đó là lên máu cho nó tối đa luôn. Là sẽ hay tiến quá luôn các bạn, đã có đủ đồ rồi ha. Tiến quá thử xem coi em nó có chiêu gì đặc biệt không. Mình sẽ tiến quá cho em nó luôn đi ha. Hay, bỏ vô một cái, bấm Ctrl X một phát các bạn và nhanh tay lấy ra luôn. Ôi, cũng lời thêm một đồng tiền nữa nè, giống như lần trước ha. Và cũng có cái quả cầu giống y hệt lần trước khi tiến quá cho con ngựa. Và sao nó tiến quá hơi lâu quá, không có âm thanh hết à. À, con này bự hơn cho nên tiến quá lâu. Con ngựa lần trước tiến quá nhanh lắm luôn á. Và sau khi tiến quá xong thì nó chuyển sang màu đen rồi các bạn. Wow, nhìn nó kìa. Và quên lấy cái yên cưỡi ra rồi. Trời ơi, quên lấy cái yên cưỡi ra rồi các bạn. Nhưng mà nó chuyển sang hệ khác rồi hả? Con rep này hồi nãy là mình học được là xin lại thử xem coi. Con rep đó là con này đó không? Ronot nữa bạn. Còn bây giờ nó tiến quá là đã thành cái con tên khác rồi. Con đó là cái con à con này nè các bạn. Cần có hai cái Paradoxo nha. Vậy là đổi yên cưỡi khác cho nó rồi các bạn. Và nhìn nó thì chỉ thay đổi màu sắc thôi, không biết có chiêu gì đặc biệt hay không. Cho nên là vô phía bên trong luôn để mình chế tạo cái yên rep mới cho nó. Đổi yên cưỡi luôn là hên quá. Từ cái yên 100 giáp các bạn lên thành cái yên 200 giáp sẽ giúp cho nó có khả năng chống cự gấp đôi lên luôn á. Cứng cáp hơn ha. Đúng là sau khi tiến hóa sẽ xịn hơn và lời được hai đồng tiền các bạn, giống như đồng tiền vàng lần trước ha. Cũng lời ra được thêm một đồng nữa sau khi tiến hóa xong, không mất đi mà còn cho mình thêm nữa. À, con này phải lắp yên cưỡi mới có thể cưỡi được. Đại rồi lên phía bên trên luôn các bạn. Con này thì so sánh với con kia thì có hiệu ứng điện đỏ đỏ ha. Con này có hiệu ứng hạt màu trắng trắng gì đó. Và xuống phía bên dưới để mình thử xem coi. Con này hồi nãy cắn được có mười mấy ngàn đam thưa các bạn. Bây giờ thì sau khi tiến hóa xong chưa cộng đam á thì nó được bao nhiêu một hit ha. Cắn con được sáu mấy ngàn đam một hit các bạn. Được chứ ha. Bên đây thì có mấy con Guardian ha. Đánh luôn, sẵn đang cần. Và mình sẽ cộng thêm sức mạnh lên một chút các bạn. Mình sẽ phải thêm tốc độ đi ha. Thêm sức mạnh trước cái đặt để ngoạm con này thử cái. Con này là con Legendary luôn nè. 90 mấy ngàn đam nè. Và thử chuột phải, thử một cái nè. Chuột phải là chi gầm nè. Và chi ít thử xem có chi mới không. Chi ít không có á. Chi tình cho anh thì đây 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 đây. Chi mới đây rồi các bạn. Có được cái vui cuối gì nữa. Mình mới đánh chết con gì nhận được cái vui cuối các bạn. Vui cuối này được đánh để giảm vua xuống luôn hả. Trời ơi vừa cười để đánh gây xỉu các bạn, làm xỉu mà còn giảm thuốc xuống nữa. Cái vừa cười của mod Paradox rồi. Và chiêu C, chiêu F không có các bạn, QR không có. Chỉ có chiêu cần chon thôi á. Chiêu cần chon lại chiêu hình như là đánh AOE đó. Đứng từ xa các bạn, 100 mấy chục ngàn đam ăn. Cây cối ở đây gãy hết luôn nè. Phía đằng trước thì có thêm một con Guardian nữa. Và đứng đây mình đánh trúng con đô đô luôn nữa nè. Và đánh đứng tuốt ở ngoài này thử xem có trúng không nha. Trúng luôn kìa các bạn. Rồi phạm vi AOE của nó rất là xa luôn ha. Tới tận những cái cây ở phía bên kia. Với tiếng gầm của nó có thể làm gãy hết những cái cây xung quanh luôn á. Mấy con đứng gần là coi như là tiêu hết luôn. Rồi tốc độ của nó cộng lên cũng nhanh nữa bạn. Và con này thì máu bao nhiêu á. Máu chỉ được có 500 mấy gần 600 ngàn thôi. Và thêm một chút sức mạnh cho em nó nữa các bạn. Con này tính ra đánh AOE ngon lắm các bạn. Ngon 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 nha. Đây sử dụng thêm cái gầm lên một cái, bây giờ là 180 mấy ngàn. Phía bên đây sẽ có con nào thêm đúng không, test xương xương với các bạn, tại mình còn phải tiến hóa cho trong rồng đó. Hồi nãy đang farm nguyên liệu tự nhiên bắt được con rồng nha. Và trong lúc mà sử dụng kim gầm á thì di chuyển á thì nó hơi bị giật 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 một chút á, nó không có đi mượt như là lúc mình chạy chạy như vậy. Và phía bên đây thì gầm một phát là nguyên cái khu vực này được clear hết luôn á. Rồi ok con này đi lên nét là đã lắm nè các bạn. Cũng không hề thua kém với lại con T-Rex điện của mình ở phía bên trên kia ha. Còn phía bên trên kia cũng đi liên áp ngon lắm.
Con này tiến quá xong còn xịn hơn nữa chứ. Thôi vậy đi về thôi. À, bổ sung vô sưu tập của những con chiến binh T-Rex của mình. Con này chắc để ở phía bên trên này đi ha. Đó, để phía bên trên này. Rồi, bây giờ thì đến với lại con rồng đúng không bạn. Con này thì hồi nãy là mình thấy là nó tiến hóa bằng cách là cho đồng tiền vàng vô thôi. Đồng tiền vàng lần trước thì tiến hóa con ngựa mình vẫn còn để ở trong cái rương á, cho nên là lấy ra luôn để tiến hóa luôn cái rương mình, những cái rương đây 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 lấy ra luôn. Và có mấy cái slow nữa nè, chót cái trong này nữa để dành đi ha, để đánh được mấy cái slow nè, và chế tạo thêm mấy cái bình XP nữa chứ đúng không bạn. XP trong này bây giờ thì đầu tư hẳn 30 bình luôn các bạn. Hồi nãy 20 bình ha, kết hợp với mấy cái bình lẻ tẻ cho nên mình chế tạo 20 bình thôi. Lần này thì em rồng này chỉ có 30 bình này thôi, cho nên chế tạo nhiều nhiều cho em nắm một chút. Rồi sửa em nó luôn, rồi cho nó uống cái bình XP vào ha. Này cái này để cộng điểm nè. Ủa sao nó mất tiêu luôn rồi, à, nó lên cấp sao. Cái bình XP hồi nãy là mình sử dụng là cái bình này mà đúng không. Đây đây cái này cộng điểm mới nhìn thấy nè bạn. Đó, cộng cho nó tối đa, uống hết cái bình này dơ luôn đi. Rồi 300 mấy các bạn, cộng hết cái phần sức mạnh với lại máu cho nó đi ha. Đó, 254 các bạn, còn 150 điểm thì cứ dòm vô chỉ số máu của nó cho nó lên thêm máu nữa. Rồi, cộng 150 điểm vô phần máu các bạn. Bây giờ thì em nó hơi be bét một chút ha, nhưng mà mình sẽ xuống bên dưới để mình thử sức mạnh của nó. Cắn thường một cái thử xem coi bao nhiêu đam nữa. Đây đây. Tám mươi mấy ngàn đam các bạn. Và chiêu phun lửa này thì được 1.000 một hit thôi anh. Sau khi mà cộng cho nó mất chỉ số sức mạnh, bây giờ thì lấy hết đồ ra luôn để bỏ đồng tiền vô. Rồi cắn mấy con này một cái, rồi bắt đầu tiến hóa cho em nói các bạn, cần cho ít một cái. Rồi kiểm tra yên cửi không có, lấy hết đồ ra luôn. Lần này kinh nghiệm nữa các bạn, nhưng mà em nói lại không có yên cửi anh. Và chờ đợi thôi. Ủi tiến quá nhanh kìa, con T-Rex hồi nãy tiến quá chậm và lên thành rồng vàng rồi các bạn. Rồng hoàng kim rồi, nhìn xịn xò lắm. Một sừng cho nữa hả, hồi nãy lúc nãy có sừng không ha, bây giờ thì em nó còn có cả sừng nữa các bạn. Và cùng hại với lại con nha, ngựa ở nhà luôn nè. Con này thì bây giờ thì mình sẽ cộng cho nó chưa có lên cấp ha. XP trong này còn cái bình nào nữa không, hết rồi các bạn. Và thì kiếm con gì đó mình ngoạm một cái để mình cộng tốc độ cho em nó, cho nó bay nhanh nhanh hơn chút. Hai con rùa nè, ôi đam mặc định của nó là 70 mấy ngàn các bạn. Hồi nãy là con kia hình như là 80 mấy ngàn đam khi mà mất chỉ số sức mạnh á, còn con này chưa đến nâng gì luôn á mà đã vậy rồi. Rồi cộng thêm một chút khoảng 300% thôi. Rồi mình sẽ thử coi có chiêu gì không nha, chiêu ít không có nè, cần cho cũng có. Rồi ở đây chiêu C các bạn, chiêu C là chiêu triệu hồi đó mấy con đại tử hả. Triệu hồi đó mấy con rồng con nữa các bạn, mấy con rồng con đi theo mình nè. Mình sẽ ra lệnh cho tấn công mấy con rùa ra đi ẩn dưới này thử nha. Mà nó bay chậm lắm, mình bay nhanh quá cho nên bay theo không kịp. Và chiêu chuột phải thử coi. À chiêu chuột phải thì cũng phun lửa đó anh. Phun lửa thì cũng giống như kiểu của Vanilla thôi, được 200 mấy đam thôi à. Và mấy con đệ tử đánh một phát cũng 7.000 đam. Quá dữ dội. Qua phía bên đây để tìm thêm thử xem coi. Con này hình như đánh không có tăng tu vơ á. Mấy con này chắc bây giờ nó ngoạm một phát là đi à. Không có con nào đủ sức để mình thử cái phần tăng tu vơ á. Phía bên đây thì xem có con rùa nào ha. Bên đây hay xuất hiện mấy con của Guardian, mấy con rùa lắm. Cho nên mình sẽ lướt lướt ở phía bên đây. À dưới này các bạn. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Con Guardian đây nè. Con này thì trời ơi 40.000 máu à, cắn một phát là ra đi. Tìm con rùa nào đó cứng cứng hơn một chút. Đây. Phía bên đây ở cũng 50 luôn các bạn. Sao xuất hiện toàn mấy con 50 thôi anh. Ở đây bờ te lửa phải không? Bờ te đó là bờ te. Như bờ te bình thường thôi à. Và lên phía bên trên để xem có con nào máu nhiều nhiều hơn không. Guardian xuất hiện ở phía bên đây nhiều lắm. Hôm nay có con cá mập gì đó. Cá mập hải water các bạn. Vậy là dưới biển có thể có những con cá mập nữa, mấy con cá hải nữa các bạn. Vậy mà nãy mình lặn xuống biển mình không thấy con nào lạ nữa, còn thấy mấy con cá nhỏ 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 không à. Và nãy mình chưa có sử dụng hết cái chiêu đó nữa. Chiêu này chiêu phun lửa ha, còn chiêu ít là chiêu chiêu này chiêu gấp. Vậy là khi mà bay lên phía bên trên nó không có chịu hồi được các bạn. Còn xuống dưới đất thì sử dụng cái chiêu C là cái chiêu triệu hồi đa đàn em nè. Đó là QRO thì không có ha. Vậy là mình đã có bộ sưu tập hai con rồng, rồng siêu gây mê với là con rồng này là để vừa bay vừa gây đam. Và bắt được thêm vài con sói vàng nữa các bạn, bổ sung vô ba con sói của mình ha. Và tiến hóa được thêm con T-Rex nữa nè, với lại con nhện đậu khổng lồ. Con này thì để đánh tăng turbo cũng được, nhưng mà nếu mà đánh tăng turbo thì sử dụng con rồng vẫn ngon hơn ha.
Con này mang tính chất là bổ sung vào bộ sưu tập của những con mini boss của mình các bạn, như Tinh Tinh Hổng Lờ với lại con này nữa ha. Sau này chắc là sẽ tìm thêm mấy con rồng bạn, con đa gần á, con rồng mà kiểu như là nó có hai cái chân các bạn, đứng lên bằng hai chân á, nó bay bay á chứ không phải nằm nằm như vậy. Là mình sẽ đủ bộ bộ ba con mini boss các bạn cho cái dàn đệ tử của mình ha. Và video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng đã khá là dài rồi các bạn, cho nên có lẽ là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Ở trong những tập tiếp theo mình sẽ đi khám phá những vùng đất mới các bạn, để tìm thêm những cái con đệ tử mới để thu phục đem về để thử sức mạnh cho các bạn cùng xem luôn ha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Nếu bạn cảm thấy thích những video của mình thì đừng quên cho mình xin một like để mình biết các bạn thích, mình làm tiếp cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.